Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Bộ Audio ha. Thì hôm nay sẽ là một clip rất là nhanh, mình sẽ khui ruột một cái sản phẩm ra và sẽ chia sẻ về một cái vấn đề mà mọi người rất là quan tâm. Thường mọi người rất quan tâm đến vấn đề này, đó là nguồn gốc mà sản xuất của một cái sản phẩm được sản xuất tại đâu, hay chẳng hạn như là thương hiệu Mỹ nhưng mà sản xuất tại đâu. Thì cái việc sản xuất tại đâu thì nó có quan trọng hay không và nó sẽ ảnh hưởng gì đến cái chất lượng sản phẩm, thì mình cùng nhau theo dõi clip này nhé. Bắt đầu thôi. Đây mình đang có hai bộ micro sure cài áo, mình đặt cho bên nhà thờ bên bên chùa người ta đặt. Đây là dòng sure SVX, mã của nó đâu mã của nó là SVX 14A CVLG 15. Đây, sang quay sát cho đây cho mọi người coi cho nó dễ. Đây là mã của nó nè, đó thấy không? Đó, chính hãng Sure ha, được phân phối tại của bên Anh Duy ha. Đó, nước sản xuất ở Đài Loan. Tuy nhiên Đài Loan không phải là một nước duy nhất sản xuất cái sản phẩm này. Đây, tem thứ hai, tem phụ thứ hai. Đây mọi người nhìn này. Có series này, transmitter and receiver thì bên Taiwan nhưng mà microphone bên Philippines. Đó. Khơi màu trước ha. Rồi. Đây mình mở ra cho mọi người coi, rất thú vị luôn. Một cái dòng sản phẩm này mình có thể gọi nó là một sản phẩm Liên Hiệp Quốc, bởi vì là rất nhiều nước sản xuất lên cái bộ sản phẩm này. Đầu tiên đây là cái bộ nhận sóng Men Taiwan, mọi người thấy không anh ta? Rồi ok, một bộ nha, cái bộ nhận sóng. Rồi cái bộ thứ hai, cái bộ transmission. Đây cái ông transmission này máy in đâu đây, không có ghi máy in đâu hết. Rồi bỏ qua đi, con này không có gì rõ. Đây đến hai cái micro made in Philippines, rất rõ ràng luôn ha. Cái mic này thì lại made in Philippines nhưng mà cái cục này thì lại made in ở Taiwan. Rồi cuối cùng còn cái nữa, một cái hộp nguồn AC adapter, một cái cục nguồn cho made in China. Đó. Vậy là coi như là có cái sản phẩm này, riêng cái bộ micro này, một cái bộ sản phẩm này thôi, là đã có 3 nước sản xuất nên một cái bộ sản phẩm này rồi. Đó là bộ nguồn sản xuất từ China, China gửi sang cho Taiwan. Rồi ông Philippines ông sẽ sản xuất cái micro này, sau ông gửi về cho nhà máy của bên Đài Loan. Và cuối cùng Đài Loan mới đóng gói sản xuất lại thế này, đóng gói và sẽ đưa ra một cái dòng sản phẩm như thế này. Đó. Vậy thì qua cái clip vừa rồi mình khui cho mọi người coi thì mọi người thấy gì không? Một tức là một cái dòng sản phẩm hiện tại mọi người chỉ nên quan tâm nó là sản phẩm có là sản phẩm chính hãng hay không. Vì thực ra bây giờ mọi người thấy không? Kinh tế bây giờ nói chung là bây giờ các hãng lớn người ta hầu hết là người ta sẽ không đặt nhà máy tại nước sở tại nữa rồi. Chẳng hạn như Bose này, JBL này, hay kể cả những hãng bên mình làm như SE hay là LG System á, hầu hết họ sẽ đặt nhà máy, nếu mà chẳng hạn như bán cho thị trường châu Á, họ sẽ đặt nhà máy ở Trung Quốc, ở Đài Loan cho dễ dàng trong việc vận chuyển. Còn nếu bán cho thị trường châu Mỹ thì họ sẽ đặt nhà máy tại Mexico. Còn nếu bán cho thị trường châu Âu thì họ lại đặt ở nhà máy ở một nước nào đó châu Âu, chẳng hạn như Bo sẽ có nước Cộng hòa Séc. Đó, thì tức là chắc chắn mọi người sẽ không bao giờ tìm được những sản phẩm như Bo JBL mà sản xuất in USA. Hoặc trừ khi là những sản phẩm nó rất là lâu đời, những sản phẩm hàng bãi sản xuất từ những năm 1900 hồi đó, những khi mà mình chưa ra đời nữa cơ, thì nó mới có thôi. Còn hiện tại với một cái gọi là nền kinh tế như bây giờ, năm 2023 thì chắc chắn nhà máy họ sẽ đặt ở tất cả các nước khác và sẽ không có nữa ở nước sở tại. Đó, thì nó riêng một cái sản phẩm như thế này thôi, đã có 3 nước sản xuất nên một cái sản phẩm như thế này rồi. Thì mọi người hiểu, tức là các chất lượng sản phẩm sẽ do Sure đảm nhận và nó họ sẽ cam kết cái chất lượng đầu ra đó, còn các nhà máy họ chỉ là đặt nhà máy ở đó và sẽ có các kỹ sư của Sure trực tiếp ở nhà máy đó đảm bảo chất lượng đầu ra cho sản phẩm này, tương tự như Vinpearl thôi. Đó, nhà máy ở Cộng hòa Séc cũng với và máy ở Mexico hay ở China chất lượng đều như nhau cả,
không khác gì nhau cả, bởi vì họ đã có một cái hệ tiêu chuẩn chung rồi. Mexico hay Trung Quốc này kia, tất cả đều cùng một hệ tiêu chuẩn, đều ra hết. Dĩ nhiên nha, dĩ nhiên một số loại sản phẩm của hàng nội địa Trung Quốc luôn thì mình sẽ không nói nữa. Mình chỉ tính đến những cái sản phẩm là tiêu tiêu chuẩn quốc tế thôi. Mình không tham khảo đến những dòng sản phẩm mà dành cho nội địa. Dành sản phẩm nội địa thì nó chất lượng nó lại khác xíu nha. Cái này mình đang nói đến những sản phẩm là mang tiêu chuẩn quốc tế. Ok, rồi. Vừa rồi thì mình vừa mới chia sẻ nhanh cho mọi người cái sự khác nhau của nước sản xuất và cái nước mà nguồn gốc thương hiệu của sản phẩm. Chẳng hạn như Sure là thương hiệu Mỹ nhưng mà sản xuất ở Trung Quốc, ở Đài Loan hay bất cứ đâu, tuy nhiên nó là thương hiệu Mỹ. Đó thì nó sẽ khác nhau hoàn toàn giữa nước sản xuất và cái nguồn gốc của thương hiệu. Thì nếu mọi người thấy clip này hay, mọi người có thể cho mình một like, một share, một subscribe để mình có làm nhiều, có nhiều động lực hơn mình làm các clip tiếp theo. Mình được khán giả mọi người, bye.